Hải Vân xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thấu Lý Thấm Tình được phát sóng mỗi ngày trên kênh TTV11. Chương trình được phối hợp thực hiện giữa đài phát thanh truyền hình Tây Ninh và truyền hình tin tức Sài Gòn. Quý vị thân mến, trên tinh thần mong muốn được chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng các vấn đề về luật dân sự. À, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe các chuyên gia về luật, các luật sư để cùng giải đáp ngọn ngành à, các vấn đề về tranh chấp dân sự. À, và thông qua chương trình Thấu lý thấm tình thì sẽ cung cấp cho khán giả những hiểu biết căn bản về luật dân sự cũng như là những kỹ năng xử lý các tranh chấp dân sự dựa trên là cơ sở thỏa mãn các nguyên tắc pháp lý và thấu đáo về mặt tình cảm. À, thưa quý vị, đã có rất là nhiều vụ án trước đây liên quan đến việc cầm hộ, sách hộ, à, giữ dùng đồ ở sân bay và bị bắt vì có chất cấm. Và mới đây nhất là sự việc 4 tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines đã bị bắt vì đã vận chuyển hàng cấm từ Pháp về tới tới sân bay Tân Sơn Nhất cũng vì là sách dùm vali cho người khác. Vậy thì khi xảy ra sự việc, nhiều người cho rằng là mình không biết nên sẽ không có tội và vì vậy vẫn rất là vô tư cầm hộ hàng hóa dùm cho người khác. Vậy điều này có thực sự đơn giản hay không? Và chúng ta cần làm gì để tránh gặp những rủi ro như thế này? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe qua phần tư vấn của luật sư khách mời của chương trình đó chính là luật sư Nguyễn Trần Thiên đến từ đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh xin được chào luật sư Xin chào Hải Vân và xin chào các thính giả đang theo dõi chương trình. À vâng, à, thứ luật sư hành lý của người xuất cảnh nhập cảnh thì sẽ gồm những loại nào ạ? À, cái nội dung này thì nó được quy định rõ ở trong cái điều 4 của cái luật Hải quan đó. đó là hành lý của những cái người đi trên chuyến bay hoặc là trên cái chuyến tàu mà giữa quốc gia này với quốc gia khác thì nó gọi là hành lý sách tay hoặc là hành lý ký gửi hoặc là hành những cái hành lý mà được gửi trước hoặc sau chuyến bay được thông qua một cái cơ quan được sự cho phép của nhà nước để có kiểm tra kiểm soát đối với hàng hóa đó hành lý đó thì nó gọi là hành lý của người vận chuyển. Vậy thì luật sư có nhận định như thế nào về vấn đề là cầm dùm hành lý của người khác khi đi máy bay hiện nay và việc làm này thì chắc chắn sẽ tìm ẩn rất là nhiều rủi ro. Vậy thì luật sư có thể chia sẻ với quý vị khán giả? Điều này rất là rõ ràng rồi tại vì chúng ta thấy rằng là không phải điển hình như gần đây nó có một cái vụ việc là các tiếp viên không có mang dùm hoặc là mang hộ hàng hóa về và phát hiện ra là trong đó có chất cấm. Và không những là cái vụ việc mới đây mà trước đó có rất nhiều vụ việc đến mức độ mà các cơ quan chức năng họ phải điều tra khởi tố vụ án cái người cầm dùm luôn. Thì chúng thấy là nó có rất nhiều hệ lụy <laughs> bởi vì ở đây chúng ta thấy à, khi mà chúng ta cầm dùm thì chúng ta phải biết rõ cái hàng hóa đó là hàng hóa gì, à, cái đối tượng nhận và gửi là ai và không phải là cứ hàng hóa gì chúng ta cũng cầm về được bởi vì luật đã quy định rõ rồi, chúng ta chỉ được mang hành lý của mình thôi. Và những cái hành lý đó phải được kiểm tra, kiểm soát bằng một cái phương tiện kỹ thuật và những cái cán bộ đã được đào tạo. Không phải là chúng ta cứ cầm về là chúng ta cầm. À, vậy việc mà chúng ta cầm dùm hành lý cho người khác và nếu như chẳng may trong đó phát hiện là có chứa chất cấm thì có chứng minh được đơn giản là ừ mình chỉ là cầm dùm hành lý hay không thưa luật sư? Ừ, thật ra cái đó không hề đơn giản tí nào Hải Vân ạ. À, bởi vì chúng ta thấy ở đây á, đã gọi là hàng cấm rồi thì nó là hàng không được pháp luật cho phép và à, trong cái hàng cấm đó thì nó có nhiều loại hàng ví dụ như là kim kim khí quý đá quý hoặc là các loại tiền tệ mà vượt quá cái giới hạn cho phép hoặc là đặc biệt nó có một cái đặc thù nữa là nó có một cái hàng hóa đó là ma túy cũng là nằm trong danh mục hàng cấm và đó là loại hình đặc biệt à, cho nên là chúng ta không thể nào mang về một cách tự nhiên được đấy chúng ta ý thức phải ý thức được rằng đó là hàng hóa gì và khi mà người ta gửi mình về mình phải có trách nhiệm mình kiểm tra chứ không phải là cứ ai gửi cũng mang về được và những cái hệ lụy nó rất là rất, rất là nhiều ví dụ như kể cả những cái hàng hóa bình thường đi những cái hàng tiêu dùng bình thường đi không phải hàng cấm đi thì nó vừa không có đảm bảo về mặt chất lượng bởi vì chúng ta đâu có biết nguồn gốc thứ hai nữa là nó không được kiểm tra kiểm soát chế độ bảo hành như thế nào và cái thứ ba nữa đó là khi mà chúng ta tiêu dùng những cái hàng đó thì nó có ảnh hưởng đến sức khỏe đời sống của mình hay không và một cái điều đặc biệt quan trọng ở đây đó là cái thuế của nhà nước. Tại vì tất cả hàng hóa khi nhập vào Việt Nam đều phải được kiểm tra nhập khẩu và phải có đóng thuế mới được lưu thông trên thị trường Việt Nam. Đó là cái nguồn thu ngân sách rất lớn mà đất nước này, xã hội này hoạt động là nhờ vào cái nguồn thu ngân sách đó. Dạ vâng. Vậy thì nếu một ngày đẹp trời, chẳng may mà chúng ta lỡ cầm nhầm vali mà có chứa chất cấm hoặc là chứa ma túy thì khi đó mình sẽ bị xử phạt như thế nào? Luật sư có thể chia sẻ không? cái đó thì nó còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố ví dụ như giống như câu hỏi vừa rồi Hải Vân vừa hỏi tức là nó có chứng minh cái việc mà đó có dễ không thì hoàn toàn không dễ bởi vì để mà chứng minh việc đó, đó thì ngoài những cái uh, kiến thức chuyên môn uh, nghiệp vụ chuyên môn ví dụ như là về các yếu tố cấu thành tội phạm khách quan chủ quan khách thể chủ thể uh, thì chúng ta còn phải chứng minh cái việc là việc cầm nhầm cầm nhầm là chúng ta nói là bây giờ tôi có người gửi về tôi không biết tôi chỉ cầm về thôi cái đó là không không được nó cho nên nó phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và thậm chí rằng đến cái vụ vừa rồi điển hình là cái vụ bốn vị tiếp viên vừa rồi thì cũng phải ra rất nhiều công tác đặc biệt từ điều tra từ đối chiếu và thậm chí rằng là các cơ quan việt nam còn phải liên hệ với các cơ quan ngoại giao nước ngoài để cùng phối hợp xem coi cái nguồn gốc như thế nào gửi như thế nào nhận như thế nào vận chuyển ra sao và ở đây ai sẽ là người nhận để sâu chuỗi lại toàn bộ những cái yếu tố đó có cả khách quan và chủ quan cộng với lại những cái À, lời trình bày, lời khai của bốn vị thí viên này thì mới có được cái kết quả chính thức và đến bây giờ thì vẫn còn là trong quá trình điều tra. Dạ vậy. À, và trong những cái trường hợp đó thì chúng ta sẽ bị à, khép vào những cái tội danh gì thưa luật sư? À, nếu như trong trường hợp nha, ở đây ví dụ trong trường hợp mà các cơ quan pháp luật chứng minh được mình là người biết rõ đó là hàng cấm và mang về, thì à, trước tiên là chúng ta thấy rằng là khi mà hàng hóa mà được mang qua biên giới một cách không chính thức thì nó có một cái tội đó là tội buôn lậu nhưng mà tội buông lậu đó thì trong tất cả các mặt hàng đó thì nó có một cái loại hàng đặc biệt đó là ma túy và riêng cái loại hình đó thì nó có một cái tội riêng đó là vận chuyển trái phép chất ma túy và tùy vào cái mức độ số lượng định lượng từ đó cơ quan tố tụng họ sẽ có cái khung hình phạt dựa vào cái bộ luật hình sự để họ có những cái chế tài phù hợp dạ vâng xin được cảm ơn luật sư rất là nhiều về những chia sẻ hữu ích ngày hôm nay ạ À, vâng kính thưa quý vị đến đây thì chương trình thâu ly thấm tình xin phép được khép lại và hy vọng với những chia sẻ của luật sư ngày hôm nay đã giúp ích cho quý vị khán giả chúng ta có thêm những kiến thức để trang bị cho mình khi mà đến sân bay quý vị nhé à, vâng và quý vị chúng ta đừng quên số điện thoại quen thuộc của chương trình đó chính là 093 436 7565 bất kỳ lúc nào có thể gọi cho chúng tôi để chia sẻ những câu chuyện của quý vị còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại